Tránh sự đau khổ, khó chịu là chọn lựa đúng hay sai? Có cách nào làm giàu mà không khổ, không cực không? Với 5 phút mỗi ngày, Chidu sẽ chia sẻ kiến thức để cùng nhau vươn tầm Business Việt. Hãy đơn giản rút tỉa cách phát triển cá nhân rất hữu ích. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Chidu tại USA. Hôm nay mình xin phép được nói về các đau đớn của sự việc hàng ngày và bản năng của con người chúng ta và câu chuyện của vĩ nhân Tim Grover. Bản năng sinh tồn của con người là như thế nào? Ví dụ như hàng ngày chúng ta thấy những cái điều mà dẫn tới đau đớn, khó chịu thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để mà tránh né nó. Đó là cái cách mà con người chúng ta tồn tại qua thời gian. Đúng không anh chị em? Thí dụ cụ thể như là bạn bỏ ngón tay lên trên lò nóng, có lúc thì nó không có điện thì nó sẽ nguội, thì mình cứ nghĩ rằng là nó không có điện. Thì khi mình để ngón tay lên mà khi mình cảm thấy nó nóng thì là cái bản năng của mình sẽ tự động giật cái ngón tay đó ra khỏi cái lò nóng đó, không cần suy nghĩ gì cả, không cần phải lý trí hay là phán xét như thế nào trước khi cái ngón tay đó được rụt ra. Hoặc là một cái thí dụ khác nữa là khi mà mình thấy một cái gì đó bay thẳng vào trong mắt của mình, hay mặt của mình đi, một cái vật nào đó, thì cái bản năng của mình sẽ tự động né tránh, hụp xuống hoặc là nhắm đôi mắt lại nếu cái đó là một cái gì đó nó không có hại lớn, mà giống như một cái hạt bụi hay là một cái con gì đó nhỏ nó bay thì lập tức mình sợ, mình nhắm mắt lại, hay là đi qua một cái bụi rậm cây cối gì đó thì mình nhắm mắt lại để cho nó đừng có quẹt vào trong đôi mắt của mình. Đó là cách mình bảo vệ và mình tránh né cái sự đau khổ, những cái đau đớn mà có thể gây ra cho cơ thể hoặc tâm trí của mình. Đó chính là bản năng của mình. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em rằng là mình có nên thấy tất cả mọi cái đau khổ, khó chịu, mình phải tìm mọi cách mình tránh hay không? Xin mượn lời và chia sẻ với anh chị em về cuốn sách Relentless của Tim Grover. Tim Grover là một người xuất phát từ nước India, là Ấn Độ đó, là một cái businessman, một cái người diễn thuyết và một cái người personal trainer, PT á, và bây giờ là giám đốc của một công ty tên là Attack Athletics, rất là nổi tiếng. Ông ta đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới và training rất là nhiều những cái NBA player, có nghĩa là những cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng. Mà những cầu thủ bóng rổ ở đây là những tên tuổi mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết hết đó, như là Michael Jordan, Charles Barkley, hay là gần nhất là Kobe O'Brien. Thì câu chuyện của ông này rất là hay ho. Ông ta mới có 25 tuổi thôi mà không có kinh nghiệm gì làm việc với tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp cả. Vậy mà ổng can đảm, ổng tìm tới đội bóng và gặp được Michael Jordan để mà đưa ra cái phương án huấn luyện cho ông Michael Jordan trở thành một cầu thủ xuất sắc. Cuối cùng không biết cách nào đó mà ông Michael Jordan đã chấp nhận và nói rằng ô, tôi sẽ cho anh 30 ngày để thử. Và 30 ngày đó đã trở thành 15 năm sau. Và tiếng tăm của ông Tim Grover này bắt đầu trở nên lừng lẫy và tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng khác đều tìm tới ổng cả. Đến bây giờ thì ông Tim Grover thì quá nổi tiếng rồi. Ông ta đã viết rất là nhiều sách và du lịch khắp thế giới để diễn thuyết. Một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông ta nhất đó là cái cuốn Relentless. Dịch ra tiếng Việt mình gọi là không ngừng nghỉ hoặc là nỗ lực không ngừng. Trong cái cuốn sách này có một cái câu chuyện mà cũng liên quan tới cái chủ đề của ngày hôm nay. Ông ta kể rằng các cầu thủ, players, có những lúc trong giai đoạn hàng năm đến những lúc thi đấu này kia mà cần phải giảm cân. Thì ông ta mới tạo ra một lộ trình để giảm cân, mà trong đó cái lộ trình đó không được ăn tinh bột, không được ăn đường. Thật sự cơ thể của mình ăn đường, mình ăn tinh bột hàng ngày, mình thấy nó bình thường, mình không cảm thấy nó khó chịu gì đâu. Nhưng khi bạn thử tưởng tượng bạn bỏ tinh bột, bạn bỏ đường vài ngày đi, bạn sẽ thấy cơ thể của mình nó thay đổi và nó sẽ đau khổ như thế nào, nó khó chịu như thế nào. Nếu thông tin này hữu ích, Chidu rất cảm ơn khi anh chị em like và share để giúp thêm một người Việt nào đó cùng vươn tầm với chỉ 5 phút mỗi ngày.